Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đón được hơn 800 người dân trở về từ tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó có cả những cụ già, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng vừa bệnh là vừa dịch luôn, tới đây là dịch nó cũng được 2 tháng là mình cũng nằm được 2 tháng rồi. Mà cũng đau kinh khủng lắm, mà khi mà thấy Sài Gòn mà phát dịch mình thấy kinh khủng như vậy thì ước mong sao mà được đi về quê á, tại vì tới đợt đi mổ rồi đi xét nghiệm để đi mổ lại rồi, nhưng mà Sài Gòn là qua chỉ thị 16 là nó tất cả bệnh viện là tập trung chữa cho bệnh Covid hết. Khi mà nó được vé đi về đã nó mừng rồi, khi về tới nơi mà đã được ăn nhận cái bữa ăn đầu tiên, ngày đầu tiên là cảm thấy rất cảm động, kể cả quà cáp rồi và thấy lo rất chu đáo. Trong số nhiều người dân Quảng Nam về từ thành phố Hồ Chí Minh đang được cách ly tập trung tại đây thì có rất nhiều người có những hoàn cảnh rất khó khăn, đó là những cụ già, những người có bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt thì chúng tôi rất là xúc động khi có rất nhiều em bé chỉ mới vài tháng tuổi nhưng phải theo bố mẹ mình về Quảng Nam trong một đợt hết sức đặc biệt như thế này. Là lao động chính trong nhà, hai tháng qua anh Trần Ngọc Sa rơi vào cảnh thất nghiệp. Con anh Sa cũng vừa chào đời ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình 6 nhân khẩu phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Sau 2 lần đăng ký, cả gia đình anh Trần Ngọc Sa được đưa vào danh sách về quê nhà Quảng Nam trong đợt đầu tiên. Vừa mừng mà cũng vừa lo, vì con giờ mới có 3 tháng mà đi trên xe nữa, không biết là trên xe này vẫn có người bị hay không nữa. Khi mà tới và lên xe là thấy bác sĩ rồi những người tới là cứ thật là rất là lo lắng cho gia đình mình. Đồ bảo hộ về tới nơi thì cơm nước đồ nói chung là lo rất là tốt. Khi tiếp xúc với bà con thì có những bà con là trẻ em, người già, người bệnh tật, khuyết tật thì động viên thăm hỏi kịp thời, cũng như là bố trí những cái khu vực, những phòng ở tốt nhất. Những em nhỏ thì có thể ăn cháo, hoặc những cụ già thì từng bữa mình phân ra từng khẩu phần làm sao cho bà con là bảo đảm sức khỏe tốt nhất trong thời gian cách ly tại đây. Ngay khi chuyến xe đầu tiên chở người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt để thăm hỏi, động viên bà con. Trong bối cảnh vừa nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn quyết tâm tiếp tục thực hiện chủ trương đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Những ngày đến sẽ có thêm hàng trăm người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn được đón về quê bằng các phương tiện ô tô, tàu hỏa và máy bay. Quảng Nam cũng đang lên phương án để giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho bà con sau khi hoàn thành cách ly. Chúng tôi sẽ đánh giá lại cái lực lượng mà được đưa về, xem người ta phù hợp với lĩnh vực nào, địa bàn cư trú ở đâu. Thì việc này sẽ giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương, làm việc với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho người ta tiếp cận công việc một cách phù hợp nhất, vừa giải quyết công an việc làm trước mắt nhưng vừa có tính đảm bảo lâu dài. Nhưng cái quan trọng hơn hết là phải tạo điều kiện cho họ thích nghi được với cái môi trường mới khi họ đã đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh, một cái đô thị rất lớn, quay về lại địa phương, ổn định đời sống và tham gia lao động sản xuất nó phù hợp nhất. Những chuyến xe từ xứ Quảng tiếp tục lăn bánh vào thành phố Hồ Chí Minh để đón người dân về quê. Trên những chuyến xe ấy là những món quà quê, nhu yếu phẩm vẫn được người dân Quảng Nam đóng góp gửi vào các tỉnh thành phía Nam và hỗ trợ các khu cách ly tập trung. Người dân miền Trung vốn đã quen sống chung với thiên tai, bão lũ, giờ đây phải dần quen ứng phó với dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái cần tiếp tục được lan tỏa để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.